Đang quay mà. Quay rồi. Em đã xuất hiện. Xinh và tươi. Để chơi nha. Em đánh bài đi. Hả? Ê, con gái mẹ em quét nhà. Ngày mai bố sẽ đưa lên YouTube. Hai cô con gái, một cô thì ăn chơi bài rất nhiệt tình. Còn một cô thì ăn quét nhà rất sạch sẽ. Xin mời chị cười một nụ cười tươi để ngày mai chị lên YouTube. Nó đi theo đường chính lên kia rồi sao ấy? Lên trên nhà chứ lên đâu? Nó xuống lấy mạ thôi, lúc sáng mà bà dặn nó xuống lấy mạ. Đi hai đứa. Vâng, vậy xong. Xong lúc nó vào nhà, vào sân thì chỉ thấy nó đi một mình thôi mà. Cô San nó lại cứ bảo là anh Chính chở anh Chiến về. Vâng, anh Chính chở anh Chiến về. Anh bảo là đi về đi Chiến rồi. Rồi anh bảo đi. Đi bây giờ chẳng thấy đâu. Có. Không phải mang cặp về ạ. Mẹ ơi, chú con. Mẹ ơi. Nào, sao đọc bảng cửu chương cái tóc hay vậy? Đọc bảng cửu chương từ 2 đến 10 nào. Hả? 20 thì có thuộc. 2 x 1 là 2. Bảng cửu chương 2 nào. 2 x 1 là 2, 2 x 2 là 4, 2 x 3 là 2 x 1 bằng cả 2 x 5 là 10, 2 x 6 là 12, 2 x 7 là 14, 2 x 8 là 10. Quá quá. 2 x 8 là 16, 2 x 9 là 18, 2 x 10 là 20. Yeah, 1 2. Đôi bạn này thì cứ tranh chọi nhau. Mẹ chọn con. Tôi đang trộn anh đấy ạ. Bạn này thì đang đọc bài. Tôi học bài gì đấy? Hả? Ôi dồi, đọc sách hay nhây. Nào, đọc bài, chúng ta đọc bằng cửu chương số 3 nào. 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6, 3 x 3 bằng 9, 3 x 4 bằng 12, 3 x 5 bằng 5, 3 x 6 bằng 18, 3 x 7 bằng 21, 3 x 8 bằng 24, 3 x 9 bằng 27, 3 x 10 bằng 30. Yeah. 4. 4 x 1 4, 4 x 2 bằng 8, 4 x 3 bằng 12, 4 x 1 bằng 16, 4 x 5 bằng 20, 4 x 6 bằng 24, 4 x 7 bằng 28, 4 x 8 bằng 32, 4 x 9 bằng 16, 4 x 10 bằng 40. 5. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 6. Ok, 5 x 2 bằng 10, 5 x 3 bằng 15, 5 x 4 bằng 20, 5 x 5 bằng 25, 5 x 6 bằng 30, 5 x 7 bằng 35, 5 x 8 bằng 40, 5 x 9 bằng 45, 5 x 10 bằng 30. Ừ, xinh quá. 6. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 bằng 12, 6 x 3 bằng 6 x 3 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 bằng 24, 6 x 5 bằng 30, 6 x 6 bằng 36, 6 x 7 bằng 4 bằng mấy? 4 42 7 4 6 x 8 bằng 49 48 48. Vậy đọc bằng chia à? Bằng chia 5 à? 5 chia 5 bằng 1, 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 10. 20 chia 5 bằng 1, 25 chia 5 bằng 5. 30 chia 5 bằng 6. Được rồi. Cho chị đổi. Cho ông.
cửa nhà không à? Nấu canh ở đấy chị ạ, rau muống. Ai cho ai bọc bọt? Thím Cơ bán rau muống. Thím Cơ bán cho mấy mớ đồng bò đây mà thím bảo những 2 nghìn đồng. 2 chia 2 bằng 1, 4 chia 2 bằng 2, 6 chia 2 bằng 3. Thím bán cho mình 2 nghìn mớ rồi. Thím bảo bằng rau cúc. 6 x 1 bằng 6, 6 x 2 12, 6 x 3 bằng 18, 6 x 4 20. Thím bảo là chị bảo mang rau sao? 6 x 6 36, 6 x 7 42, 6 x 8 48, 6 x 9 54, 6 x 10 60. Đúng không? Đúng. Em biết được.